trước khi chưa nhập viện này. Đúng quá, còn chúng nữa đó không nhập viện mà mấy anh đang là hồ về nhập viện hết rồi. Nó thấy cái lỗ đốt cho, nó cành cái lỗ đốt cho. Nó, ôi em vậy nó thủ tới mấy lỗ luôn nha. Cái cành lỗ cũng chết gì. Thì này nó nghiệt lắm. Này ông chích nó đồ mẹ, con ông mà chích nó là tự chết luôn. Thiệt, chú con coi, chú nó bu chích nó coi, ông tự chết luôn. Nó nghiệt, nó có độc mà, người có độc mà. Người nó có độc à. Cổ cũng nhóc trước rồi để chậm nó quyền chứ. Cổ cũng nhóc. Sao không lấy cái sắt vô lỗ nó cháy sao mày, nó cháy cái đó nó sao quyền không được sao? Tui một cháy. Quê nó vậy. Tui một cháy. Đúng. Tao không biết á, cho đủ mẹ nó rớt xuống cái vô cái người mày là đầu á. Hầu đó đủ mẹ chỗ đi không kịp ở bên oxy là để xe lắm á. Cứ đủ mình như như gậy đồ nó kín một cái là mệt to như cái mệt tao thâu đầu xong. Nó còn tao kín cái mệt to như cái bụng. Đúng mẹ. Tao giờ quèo luôn chứ mấy cái đầu phải đốt không? À, thì quèo đi, quèo đi. Mày cứ tát quèo đi. Đủ mẹ mày nói đủ mẹ. Mày tưởng nó tao sợ sao mày? Tao chạy mất. Mày vừa quèo quá tao chạy không mất chắc không. Anh chỉ xuống, chỉ xuống. Anh chỉ xuống, chỉ xuống, anh thang cành đi. Anh chỉ, đừng xuống, đừng xuống. Chỉ nào, con, chỉ nào. Con không có chỉ gì. Tưởng đồng chí. À, xuống đây, tưởng xuống đây, tưởng đồng chí chặt. Không, giờ đỡ chút nữa, tự nó chặn, tự nó cho, tự nhiên đi xuống rồi. Chặn gì, em đốt mà trời ơi, không chặn, đi qua bình thường. Trời ơi, không biết á. Cái còn em đốt, em đốt, em đốt, em đốt, em đốt, em tôi chạy ra đâu chạy chứ đâu mà chạy bộ nhanh hơn xe thiệt á. Không thiệt, chạy bộ nhanh xe chạy má xẻ này tốt rồi xẻ bự anh ở trong xe này chạy nó cho anh quấn gì vậy ở trên luôn nắp trên á à, thuộc đúng rồi bù mẹ làm cái móc nữa thấy đúng không. Ủa mẹ nó chuyên nghiệp đấy chuyên nghiệp á. Kinh nghiệm á bị trời ơi nhập viện 6 lần rồi mà nó đẹp không. Thì mẹ tính đang nhập viện nhiều vậy. Cho anh vẫn đang mình đâu dám nhận chạy đéo nổ đâu tướng nó đèn đâu đang đau lưng á đi luôn mà có quẹt chưa giỡn nó quẹt đâu có tôi hỏi anh có quẹt anh em không đem thùng quẹt anh không okay. Chỗ ngầu nước á đúng anh em tạm ngưng làm chút sao đâu kịp gì đâu nữa không sợ đi đâu mà nó đốt con nào chạy ra được đâu mà sợ làm xong rồi làm tiếp. Ông anh gì nãy đâu cha mượn cái quẹt chú anh. Cái cha mượn quẹt chú ơi, đốt rồi cho nó yên tâm chứ đỡ đây nguy hiểm lắm. Cha mượn quẹt chú ơi anh. Đốt ở đây á với ngầu uống nước nó với an tâm. Chào à. Ý là đốt chỗ đây là ngầu uống nước với yên tâm. Thiệt chứ. Chứ để đầu đầu nó xuống nó chích rồi chui luôn á. Thiệt chứ. Không không, nó chích cái thằng đốt không à. Hầu giờ nhập viện 6 lần rồi. Thấy mấy anh đâu thấy đâu à. Đồ quá giỡn mà ngầu không thấy. Ờ. Chết không? Đâu thấy đâu à. Dứt dứt mấy xe không đi không? Không. Để ký vào luôn. Tôm ở trên chút vô. Lâu. Đây. Tàu ăn đố, tàu ăn đây. Dạ nói là trầm diện 6 lần rồi mà. Cho chạy chạy lại luôn chạy. Ê lấy cái xe đi, dứt cái xe đi không? Một lỗ chứ mấy rồi. Ừ. Đụng mày nó bay chết á, rồi sao chạy? Lên đầu gió, lên đầu gió.
Nó chạy 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 chạy. Ông em nói thiệt. Đốt nhiều vô. Đốt nhiều vô mày. Ôi cô nó ra kìa. Ôi cô nó ra kìa. Để không kịp. Để không kịp. Chạy. Đâu sao đâu, thấy không, nó là đây. Đâu mình hết bể đâu. Chứ bây giờ sao lấy. Không. Thấy không, nó cắn nó lấy bình thường, thấy không, cắn đâu mà sợ. Sao không kêu lên. Lấy thang đi. Lấy không. Đồ mẹ. Uống như vậy. Đốt nữa đi. Nó bay ra ngoài rồi. Đồ nãy giờ lên nhà tao dắt cái thang à, giáp bị. Mày. Giờ nát hết. Tu đù mày ghê. Hả? Xuống rồi. Rồi xong. Con kìa. Thang nó lấy bình thường anh cái đâu mà sợ. Bơ hết rồi. Để nó chứ. Có anh đường lộc. Lấy gì đâu đi. Bỏ tẻ đi. Thấy không? Nó biết. Chẻ đây cho ta. Ê, coi cháy gì.